Có anh cầm lên rồi đấy. Rồi xin chào anh cầm ạ. Sao tiếng nó Chào nghe chú kỳ cầm. quá rồi, mời tao bực mình á. Chào thầy cầm. Đấy, mạng ở bên Mỹ nó vậy thôi. Khổ quá, Việt Nam đang xài 5G. Đây đây là nhân chứng 4G là sống chưa rồi. nè, Tao nhân 4G là chứng chưa sống của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đây. rồi. Nghe rõ không chú? Tao nghe tôi được mà sao tao tiếp tao nghe được không? Bây giờ cái mẹ cái thằng Đang thằng nè. thằng Tuấn Lâu Lô này bảo Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam theo Trung Quốc, theo ở đâu, theo chỗ nào? Bây giờ thì mày phải chỉ ấy chứ, đúng không? Để cho những người dân nó biết về Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay theo Trung Quốc, theo ở đâu. Bây giờ Đài Loan bỏ chúng mày có theo Trung Quốc không? Theo bỏ mẹ đấy. Để xuất nhập khẩu, xuất và nhập khẩu của chúng mày, mày biết xem ở sang Trung Quốc chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Mày lời mày Mày mở cái ấy không? Mày mở nói nó gọi điện thoại qua cái Mỹ trang web ra, của ngân hàng thế giới xem. gọi điện thoại qua Mỹ ra Mấy chửi Biden đi, Biden chuẩn bị theo Trung Quốc rồi đó. ôi đù quá mệt mấy hôm quá. nay Ê, tao nói tao mới dạ nghe nè, có nghe nói không, có nghe nói không? ủa À, thằng mày nào có lên lát két thì đủ mệt quá à. Mày cứ lên mày đóng họng mày cãi nó làm cái chó gì mà tôi nói cho mày nghe, cái thằng nào dưới đó thì nó nói vậy, nói bây giờ mày muốn cái gì, mày muốn tìm hiểu hay là muốn tại ở đây không phải là diễn đàn trả lời tụi bay, mệt quá. Tụi bay muốn tụi bay vô thư viện tụi bay đọc, tụi bay ở nước nào thì bay vô thư viện nước đó, ở Việt Nam thì vô thư viện của thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội thì vô thư viện ở Hà Nội đủ má. Còn mày giống như ta không có cần phải trả lời tụi bay chứ, nó mệt. Có sách đó biết đọc chữ không, vô nó ngoài đọc. Còn không nữa, nếu ở Mỹ thì nước Mỹ giờ đủ má là Vũ Minh Trưởng nói là Trung Cộng nó mua hết rồi, đủ má, nên nước Mỹ bây giờ cũng làm gì không luôn, mệt quá đủ má. Thật mà thấy đưa dòng trái đất phỏng vấn của Vũ Minh Trưởng với lại Đức Anh Đức Đầu Bạc với lại hai 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 bạn trẻ, hai bạn trẻ nói chuyện rất là lưu loát, còn Vũ Minh Trưởng nó đẩy lý do không, Trung Cộng nó mua đất mẹ nó hết mẹ rồi, của Mỹ rồi. Đủ quá, ra khỏi phản, khỏi mấy con phản biện, mệt quá, trả lời tụi bay là con chó gì nó mệt. Mỹ mà còn bị Trung Cộng mua đó, đừng có nói lưỡng hoạn đó, bây giờ mà coi như là Mỹ là của Trung Cộng rồi đó, chắc ăn đây vừa vui, Vũ Minh Trưởng có nói vậy đó. Ok, đâu bây giờ nói chuyện vui thôi, không nói nói thôi cãi cãi chi. Dạ, không có gì thích cái tụi này, tại vì thích là nó có uổng. Tao nói rồi, mày ở đâu cũng có thư viện cả, mày ở Taiwan hay là ở Đài Loan, ở gì đại khái vô thư viện đó mà đọc. Còn cái chuyện mày đọc không được chữ ngoại quốc thì kệ cha mày, rượu quá mệt quá đúng không? Nhưng mà bác Cầm ơi, mấy mấy thằng cha này chả không có vô thư viện mà chả vô đọc ngụy sử không à, sử của Việt Nam Cộng Hòa không thôi Kệ, kệ mẹ nó muốn đọc vậy đọc, bây giờ nó không không thích ra đi về, thì mày về mày lật đổ đi đủ, tao đâu có cấm cản gì mày đâu, mày con mày về đi, nó mất công mày vô đây làm cái chó vậy, chỗ này là nói chuyện ăn nhậu vui chơi được không? Mày trả lời chi chứ, nó mở xác cho tụi này nó bởi vậy đó, mày muốn đi đâu mà còn mày muốn lật mày về mày lật mệt, trả lời là chơi đó vậy chứ, mà ngồi mày đóng hộp từ xưa tới giờ tao cảm thấy tao Phải bực đâu mày là chú, chỗ biết sao mà cứ hao nước miếng tổn calorie, nước miếng cũng tiền chứ bộ. tụi đó đang đang tự sướng thôi, nó vô đây nó tự tao sướng nói thôi chú tao ơi. nói mày tự sướng cái gì, tao nói mà nước Mỹ bây giờ là Trung Cộng lấy rồi đó, trời ơi, biết cái nước Mỹ đó, nó còn lấy được, nó nghe lời Vũ Huynh Trưởng nói nghe thấy ghê chưa, mình đâu mà còn mình nghĩa dùng cái câu địa tự sướng thì nghe nghe cho nó văn hóa tí, chứ thực sự là tụi nó đang thủ dâm thôi, thì đó đủ mệt quá, 45 đủ năm nay còn ngon á thì bị mày lên lên còn ngon á đó, còn tao nói còn là mấy anh mẹ nó hùng á, mày là nam di chi khí, đừng đi cào phím, đừng có bấm biết cái con mẹ gì leo lên diễn đàn nói chuyện với tao đó mới là ngon, đủ mà không có chịu đâu đi biết, lên đâu biết cách lên chú. đủ Chú mà. già rồi chú không biết cách lên, như tụi nó không biết đường lên đâu, Trời nó ơi. kêu phải mời nó lên kìa. Mới vậy mà mày đặt ngồi tao cào cái ghét bóp bệt. Đang nói anh Bằng là tổ chức khóa tập huấn cho cái đám chống cộng này, cái cách lên diễn đàn mà tụi nó Đụng mà nó dốt lên quá không biết đường lên. nó lên giường rồi mà nó lên không nổi thì tao hỏi mẹ lấy gì để lật. Cái đồ mệt quá, tao đang pha cà Chết. phê lỡ dở chứ, tao mày nói đi phát chán, tao mày nói đi, tao xuống tao lấy cà phê đã. Rồi mời Nam Phong À nói nãy Nam Phong. nãy nãy nói tới cái chuyện mà miền Nam, cái hòn ngọc Viễn Đông của Taylor đó, thì có hai cái thế mạnh,
thứ nhất là làm gái, thứ hai là đi lính, không đi lính để lấy Mỹ nó trả lương mới 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 có tiền mới sống được. Còn lại là kinh tế thì Ba Tàu Chợ Lớn nó nắm hết trơn, cả cái miền Nam mà Ba Tàu Chợ Lớn nắm hết. Mấy ông người nữ làm gái nam đi lên xong, mà lúc nào cũng hô hào là Việt Nam miền Nam là ngọc biển Đông rồi, giàu có rồi, nhất nhì châu Á rồi. Ôi cha, mấy ông thủ dâm kinh khủng luôn, nghe mà buồn cười. Hồi đó đúng là đó, miền Nam có một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là kem đánh răng Dạ Lan. Không biết Tấn Phát trẻ có biết nghe có nghe không? Kem đánh răng Dạ Lan nha, nổi tiếng lắm á. Nhưng mà đâu cũng đâu xuất khẩu được đâu. Kem đánh răng đâu xuất khẩu ra nước nào đâu mà đem ngoại tệ về làm giàu. Em ơi, em vừa nói xong là kinh tế người Hoa nhũng nhiễu thì nó dung túng, thao túng kem đánh răng Dạ Lan của cái tay người Hoa em ơi. Không thì ấy nói là có cái thương hiệu nổi tiếng á, nhưng mà cũng có xuất khẩu được đâu mà làm giàu. Mà thật sự cái kem đánh răng Dạ Lan chỉ có để đánh răng chứ đâu có ăn được đâu mà đúng giá xuống. Một cái nước mà gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông hay là nước một nước hay là một cái nước nào nó giàu có ta phải đánh giá trên cái sự phát triển của công nghiệp, nông nghiệp hay là cái hàng hóa rồi, sản xuất ra. Rồi, đây hàng hóa thì 100% là nhập khẩu rồi, là viện trợ thì một năm hàng bao tỷ đô la, xong bao đồng ngửa bín ra cho Mỹ nó chơi. Một thằng đi lính thì chỉ nuôi được cả nhà, nhưng một đứa nó ngửa bín ra nó nuôi được cả họ. Mình có xem cái cuộc trao đổi cái ký sự với cả trao đổi trực tiếp của cái kênh Union Việt Nam với cả cái một ông lính Việt Nam Cộng Hòa nó đi địa phương quân ấy, gọi là kiểu như là du kích hay dân quân mình ấy. Ông nói là thấy Việt Cộng thì phải chạy chứ, tại vì lương nó cao thế này, bây giờ mà nó bắn được chết thì vợ con ai nuôi đấy. Ông nói thế mà ông nói là đi vào lính là cái chuyện là ông bị ép bị bắt, nhưng mà khi mà vào thấy lương nó cao, nhưng mà đi đánh nhau đi tuần thấy Việt Cộng thì sống là phải chạy, chạy để làm gì, chạy để bảo toàn mạng thì còn được nhận lương, con cái vợ con còn được nhận lương, chứ bây giờ mình mà chết thì ai nuôi vợ nuôi con đấy, khiến tinh thần như thế giàu đó, đó. Cái đó là cái lý tưởng của lính Việt Nam Cộng Hòa đó. Đến những người yêu nước Cộng Hòa còn sống người ta nói. Em thấy cái giai đoạn đó là em thấy kinh tế Việt Nam Cộng Hòa hay lắm chứ mấy anh, nhập siêu luôn anh, nhập siêu 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 luôn, tivi xe máy xe đạp gì toàn là Hàn Quốc Nhật Bản qua siêu 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 luôn, thấy toàn là đồ ngoại quốc vô mà kinh tế mạnh lắm mà. Có cái đồng bằng sông Cửu Long nó phì nhiêu trù phú mà cũng phải đi nhập khẩu gạo của Thái Lan ăn là biết rồi. Thấy lạ là mấy cái anh chống cộng này là quê ở nước Mỹ, sống ở nước Mỹ là coi như là công nghệ thông tin mạnh, mà sao mấy cái khái niệm này vô sao lâu dữ vậy, khó khăn dữ trời. Thôi mày ơi, nó ra bộ mà. Thằng này mày không hiểu gì trên trời á, thằng nào cũng biết cái trên trời, không có thằng ngu đến dữ gì đâu. Nhưng có cái điều á, tao già 70 tuổi tao còn lò mò tao lên được mẻ rõ ràng không? Đâu có ai dạy gì đâu, nó biết đọc tiếng Anh nó cũng rảnh mà. Mày copy cái đường link đó, mày bỏ lên cái Safari nếu mà xài iPhone. Mà nếu mà xài cái gì đó mà vô lên đường internet á, nó để nó sẽ hiện lên chữ copy and go, tức như là copy bỏ lên đó mà nhấn enter thì nó sẽ go, rồi nó check cái mày micro cái hình ảnh nào tự động nó lên thôi, không có cần làm mẹ gì trên trời á. Ghi tên ghi cái tên mày vô diễn đàn này 6 người còn thiếu người, nó biết á, nhưng mà nó đéo dám lên, nó thẳng mày rồi. Nãy tao nói rõ ràng này mày rồi á, mày không cần phải hỏi cái diễn đàn này. Mày muốn cái gì thì mày vô cái thư viện chỗ mày ở rồi mày đọc. Nếu mày không biết đọc sách, mày mù chữ thì mày vô trong mấy cái chỗ kia mà nghe chữ. Mệt quá. Đủ mấy cồi hết. Bao nhiêu năm nay trả lời có một câu một, trả lời hoài. Mấy cái đó nhai đi nhai lại ngày tháng là đủ mà mày làm tụi mày không mở miệng à. Tao thấy tao mệt mỏi. Chú. Tao thấy mệt mỏi lắm. Chú Cầm ơi. Chú cho hỏi chút ơi. Chú nghe rõ không? Nghe rõ, hỏi đi, tao bật gáo ra tao hút. Rồi, con hỏi chút nè. Ngày xưa mà chú sống ở dưới cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, là nó gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông á, ở cái Sài Gòn chú ở đó. Đó, rồi giàu nhất nhì châu Á. Rồi mà sao mà giờ khi mà thất bại thì chú có tiếc không chú? Nghe nói là con tiếc lắm á, con mà sống ở cái chế độ đó mà con bị
bị thất bại là con tiếc lắm luôn. Thời đó thì cái thời được nhập nhằn mà đủ nó hôi nó thúi, mà thường thường là đủ mới đéo có thấy trời đất kìa. Biết tại sao không thấy trời đất gì không? Là bởi vì đủ mới lo đi trốn không à, đủ mới đi trốn quần dịch á, đủ phải đi trốn ra đường nó bắt sao, đủ phải đi trốn tối ngày đó, đủ đó. Khổ đó, đủ mới đâu có sướng cái gì đâu. Lính Bắc Việt thì viết viết đơn tình nguyện bằng máu, còn lính miền Việt Nam Cộng Hòa thì trốn. bởi vậy mới vậy có lý tưởng. Bởi vậy thì mới có gọi là trốn quân dịch. Đủ mới vậy đó, kêu rồi, vậy mới có cái từ mới trốn quân dịch. Đâu chứ còn nếu mà không vậy có mà trốn thì đâu có từ. Bây giờ qua tới Mỹ thì nó là lý tưởng của lính Việt Nam Cộng Hòa ghê gớm lắm. Rồi cái đám con cháu lo choi phía sau cũng vậy. Tao thấy mày chuyện của mình được cười á, đủ mấy đa số mấy cái thằng mà đủ mấy mày tay to mặt lớn mà chống cộng ở bên này đủ má nhiều thằng đéo biết đéo đi lính cặc chạy Ngô Kỷ cái đâu đâu có đi lính cặc gì đâu. Đủ má hoàn toàn đủ toàn là cái thứ võ mồm không à. Chắc hồi xưa cũng dạng trốn quân dịch đó chú. Hả? Chắc ngày xưa cũng dạng trốn quân dịch đó. Đủ mấy toàn là xạo nó dốc không đủ nó cầm cái súng đấy biết bắn không biết khóa an toàn nằm chỗ nào nó đủ ở đủ má mà nói chuyện đi thánh vậy đủ má biệt kích đủ má có khi nào cầm cầm cái bán trước mà cái nòng quay lại người không chú. Tao cũng biết đâu đủ như tao thấy mấy thằng đó hỏi ra tiểu sử đủ toàn là đâu có biết đi lính đâu đủ đâu có bao giờ cầm cái súng lần đầu đâu có biết hả. Đâu phải như tao à đủ mà tất cả các loại súng đều phải đi phải học hết đủ rồi bắn đủ tội tao mình là thứ thiệt còn mấy thằng đó là thứ giả không biết là cơ bẩm nó nằm chỗ nào rồi không biết là cái đầu ruồi nằm ở đâu rồi không biết nhắm bắn như thế nào nữa mấy mày xạo chết mẹ còn tao không có cản mày mày muốn chấm mày muốn bắn mày muốn gì ơi sao sao đồng chí mới Việt Nam Việt Nam không địch sao vô địch vô địch lộ thằng nào làm đâu. Ok chào các chào chú Bằng nhá, chào mọi người. Dạ, trả lời như sau. Mày thấy thanh niên Việt Nam đó chưa? Một cái bắn cái là đủ lên liền, đủ má trong phải tụi bay này bắn rồi sáng từ giờ đủ má tao ỉa mấy lần rồi đó mà đéo lên đủ má. Cái thằng An Trần ấy là trò lòi cái, nó bảo là ngày xưa đó. đi học không tốn tiền mà tại sao cái lượng mù chữ trong miền Nam bao nhiêu miền Bắc? Hả? Không phải còn gì nữa. Cái bọn này là nó ngu thật đấy ạ. Trong phải bắt cầm ạ, không phải trả vờ đâu. Đến cái thằng Jackson Bùi ấy, nó bảo là nó là nhân viên IT, học IT chứ. Thế mà nó không biết lên. Nói gì đến những người gọi là dân đen ở dưới là như bọn này. Toàn lão lợn thôi. Có khả năng. Tại sao lại số du lịch là do cộng sản tràn vào? Cộng sản tràn vào nhớ. Cộng sản ở trên nước Việt Nam gì để tràn vào đâu? Thế bảo tại sao ông Diệp ông ấy xé bệnh giờ do em ơ? Tới bây giờ mà Diệp không xé thì ai chán? Bây giờ tao nói một cái câu như vậy. Tới bây giờ mà tao nghe nói là thấy tao ghét ghét à, sai sai. Hở rằng cái miền Bắc xâm chiếm miền Nam, tao nói đủ mấy ngộ nghĩ đủ nổi cái đó là sai sai rồi. Sai sai là ở chỗ về nước Việt Nam, Nam với Bắc cũng chung là một. Tại nó hỏi lý do tại sao miền Bắc bị tại sao hồi đó mày miền Nam mày không xâm chiếm miền Bắc đi? Giờ thì phải hối hận. Đủ mày làm đi. Có chú, tụi nó có muốn chiếm mà nó không đủ tài, nó bất lực á. Tụi nó thì mày rõ ràng ông Nguyễn Kỳ đó đúng, mình làm không được, người anh em mình làm được thì cái chuyện gì là phải mình phải thắc mắc. Cái điều đó ai cũng muốn mà. Đó nè. Nó có những cái cờ đó chú, không thấy cái cờ gọi là Bắc Tiến hả chú? Tụi nó bên bọn phía Việt Nam Cộng Hòa có cái cờ Bắc Tiến đó. Nói cái bỏ thôi, đủ cái bắt đâu. Còn cái thằng An Trần nó bảo là ung thư nó muốn chiếm miền Bắc lắm mà nó không đủ trình độ. An Trần lấy cái số liệu là biết thời điểm ngày xưa với ông Hoài mấy ung thư tổng sản cha nó bị bắn chết hết làm gì nó ra ung thư mà thời điểm gì có máy là xét nghiệm ung thư hả? Không bảo cái tái liệu ung thư nó chỉ mới có đây thôi đúng rồi những cái năm mấy làm gì tái liệu ung thư chết thì cũng quy do về phổi vì đột quỵ vì ấy chứ còn không có cái khái niệm tên ung thư đi, mới đây mới có làm sao mà nó ăn ốc nó nói mò thế được. Nó tao nói cho mày nghe là tao già vậy tao còn biết cái điều đó nữa, có nghĩa là hồi xưa nền y tế chưa phát triển, cái gì chết đồ cũng đủ thừa bệnh dịch bệnh này kia không cho không ai khái niệm bị ung thư. Cái ung thư đến tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam ấy còn bảo là về Việt Nam xây nhà tình thương rồi xây cả nhà chạy 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 phong cùi nữa, tổ sư bây giờ phong cùi Việt Nam thì còn
cứ nghĩ là như ngày xưa còn chạy bóng chạy hủy đấy. Bởi vậy tao nói thiệt khổ ghê, bây giờ 6 người này thấy nó không có lên, tao xuống đi, tao xuống rồi đi cho người lên, tao chỉ một lần nữa. Chỉ những cái thằng nào mà chống á, chống Việt Nam tao thì mày về mày lên đi, mày bước lên, mày lên diễn đàn đi, mày nói 6 người nó hết chỗ rồi, nó không có lên được đâu. Tao xuống cho nó lên. À, để con xuống cho, chúng mới lên mà. Lên vậy tấu cần lên tham gia nói vui chú. Tao vui cái gì, tao thì hiện giờ đang ngồi đang chờ. Đề nghị chú Bằng xuống nhá. Chú Bằng xuống đi cho gặp lên. không quan trọng đâu em ơi, có người lên là đúng luôn là rồi, mới nói xuống luôn rồi. Đấy, thấy chưa? Đấy xuống luôn rồi. Đó xuống đấy, luôn rồi. Không, có người lên à. là mình tạm cho một người xuống hàng chờ được mà, không quan trọng. Quan dạ, trọng là có người lên hay là... không thôi. Cái này mở diễn đàn cái cổ xuất như thế nào cũng lên. Đúng rồi. Đồ mà sao tiếng khó nghe quá thì lên mà. Bây giờ cái thằng anh tên nó bảo là bây giờ giả sử Triều Tiên mà đánh Nam Hàn thì tao có gọi là xâm lược hay không, thì gọi là thống nhất đất nước chả làm sao ấy. Nhưng mà mày phải lên nhớ là thằng bầm tay lò này, tai nghe của tài ai này. Cái Hàn Quốc với cả Triều Tiên nó khác với cả Việt Nam nó là danh giới quân sự tạm thời, nhưng mà trong hiệp Pháp mới quốc tế công nhận là Việt Nam độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Nó không như là Triều Tiên với Hàn Quốc, hai nước ký vào hiệp định là hai nước độc lập, có hiểu chưa? Nó không giống như là cái của Việt Nam, tức là cái hiệp định Geneva Pháp trả lại tự do độc lập cho Đông Dương, mà trong đó có một cái điều khoản Việt Nam là độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, có hiểu toàn vẹn lãnh thổ. Nó không như Triều Tiên mới cả Hàn Quốc, nghe chưa? Đọc lại đi rồi hãng lên tranh luận. Ông Kim Nhật Thành là không có level, không có level Bắc Hồ. Cái dân ông nó Kinh đâu Thành có lãnh thổ đâu mà anh giảng gì lãnh thổ sao mà anh hiểu. Không phải là không có, ông ấy cũng có cái tâm ấy, nhưng mà tầm thì chưa tới thì cũng không nói. Thì đã bảo cái tầm chưa có gì nữa. Chứ cái lúc không thể như Bắc Hồ được. Hai cái phối đấy á, nó bị hai cái cường quốc mạnh quá mới hai nữa là trong cái hoạt động cách mạng ấy thì Hàn Quốc và cái đảng cộng sản của Hàn Quốc nói thẳng là không ra là hiện tại bây giờ đó không biệt cho mọi mình chia rõ ràng nên khi mà còn nguồn trong cái Hàn Quốc đúng không? Tại vì nó bỏ máu ra, đến con của Mao Trạch Đông còn chết ở chiến trường Triều Tiên cơ mà, thì là bây giờ chắc chắn là Trung Quốc ảnh hưởng đến Triều Tiên rồi. Nó cũng chẳng muốn cho Triều Tiên gọi là gì chính ra là nói về cái thế này em này, mình phải nói thế này này. Cái thứ nhất là cái do cái tính độc lập dân tộc của người Việt Nam nó rất là cao. Anh phải nói là như thế này nhé, nếu như người Việt Nam ấy, người ta dám hy sinh tất để người ta thống nhất đất nước, thế nhưng mà ở bên Hàn Quốc mới Triều Tiên ấy thì họ lại không có được cái tư tưởng đấy. Nói thật là họ vẫn hơi có cái kiểu ích kỷ cá nhân. Mặc chỉ dù có chiều, cái... Hàn Quốc thôi. Kể cả là Triều Tiên tức là như này nhất. Bây giờ Triều Tiên thì đương nhiên là... Nhưng mà cái thời điểm ra chiến tranh ấy thì nó lại bị phụ thuộc quá nhiều vào cái quốc tế, tức là nó không như Việt Nam mà Trung Quốc bảo là sang chiến đấu hộ. Người Việt Nam biết cái việc của người Việt Nam, nhưng mà Triều Tiên ấy phải nhờ Trung Quốc đúng không nào? Hàn Quốc thì phải nhờ Mỹ, tức là phải nhờ lính Mỹ và bên kia nhờ lính Trung Quốc, cho nên cái tự lực cái độc lập dân tộc nó khó khi mà bị một cái nước lớn nó ảnh hưởng. Còn như Việt Nam ấy Liên Xô với Trung Quốc ấy, còn Việt Nam ấy cả bảo là cho lính vào Việt Nam dứt khoát là không cần, chúng tôi tự người dân chúng tôi là giải quyết cái việc của chúng tôi. Nó đến khi mà ký cái hiệp định Paris ấy, thì Trung Quốc nó cũng muốn mình bị chia cách mãi mãi như là Hàn Quốc với cả Triều Tiên ấy. Nhưng mà mình có dựa vào chúng nó đâu mà mình chỉ cần chúng nó quyết định cái số phận của Việt Nam. Như thế điểm sao để đỡ thôi, kiểu như là nó đỡ cho em thì thấy là có nói đi, tôi bắt nó đi.
thế em ý kiến thì có một cái nữa là do cái cách mà Triều Tiên á, nó làm cách mạng, hình như cái phương pháp nó làm không đúng, tức là nó chưa có vận động được cái ý thức chính trị ở phía Nam á. Nó xua quân xuống đánh nhưng mà nó không có vận động cái ý thức chính trị ở phía Nam, cho nên là người phía Nam người ta không ủng hộ. Khi mà anh tràn quân xuống anh bắn tùm lum vậy chứ thật ra phía Nam nó cũng không có ủng hộ nhiều. Cho nên là khi mà muốn giải phóng toàn thống nhất toàn lãnh thổ của Triều Tiên rất là khó, là như vậy. Theo em có quan điểm gì ạ? Thì cái vấn đề mà chính trị của cái người Triều Tiên người ta làm không, ở cái vấn đề là khi mà ký hiệp định Ba Di ấy, thì nó lại cũng cái hoàn cảnh ra đời nó phải nói là khác nhau, mình không thể so sánh giữa Hàn Quốc với Việt Nam được. Nó cái Triều Tiên Việt Nam nó rất là khập khiễng, vì cái bên kia đây nhá, khi mà nó xảy ra cái chuyện ngăn cách ấy, thì những cái người hoạt động chống như mình là qua cái trình đúng không, thì Việt Minh nó có khắp ở trên cái đất nước này, dù Nam Trung Bắc đúng không, nhưng cái kia cái hoàn cảnh nó ra đời nó lại khác, nó khác với mình. Mà vào đánh nhau thì Mỹ mới cả Xô mới cả Trung là nó sâu xé cái miếng bánh ra làm đôi rồi, ý định của chúng nó thế rồi, gần như là khó có biết tại sao nào. Biết tại sao Trung Quốc nó muốn ảnh hưởng Việt Nam, không muốn để hòa bình đâu, để nó đỡ cái cánh mà phía Nam của nó ấy. Được không nhỉ? Giống kiểu là Triều Tiên ấy, cái mạng Triều Tiên thì là thằng Triều Tiên đỡ cho nó cánh đấy rồi, còn ở phía Việt Nam mình là phía Nam đúng không, là nếu Việt Nam mình không hòa hợp tộc ấy thì là Việt Nam cũng bên Bắc đấy sẽ là cái cánh mà đỡ cho nó ở bên phía Việt Nam của nó, được không? Đấy, nó là vấn đề là thằng Trung Quốc là thằng ma giáo, nó muốn là để mình chia cách tiếp, để nó lấy lòng Mỹ, để nó hợp tác với Mỹ, để nó phát triển. Nếu mà nó chia cách mình thành công thì nó khỏi phải đánh cái trận biên giới 79 ấy, thì không, thì Trung Quốc khi nó lên số 54 thì đã gì anh, 54 thì đã gì mà đi đêm mấy đâu. Đâu, cái 575 mà anh nói là sau 575 mà, còn 554 cái thì nó quốc tế cộng sản, nó có những cái tài trợ, mình không nói những cái 575 á. Tài trợ, anh biết tại sao mình... nó không muốn. Nhưng mà em để nói trước đã, cái thời điểm 54 ấy là nó bảo là đánh kiểu là du kích thôi, gọi là đại đội đổ xuống thôi, chứ nó không muốn mình gọi là giải phóng, hiểu không? Đấy, thời điểm đấy là nó muốn là nhờ mắt của mình là cái cánh đỡ Việt Nam của nó cho nó, anh hiểu chưa nhỉ? Thì nó mới thế. Còn mãi sau này này, sau năm 75 ấy thì là trước năm 75 thì nó đi đêm ở Mỹ không làm gì. Đến trước hai ngày hôm 28 tháng 4 nó còn ra gặp ông bảo nếu mà Việt Nam đồng ý và lên tiếng là nó sẽ giúp đỡ là ảnh hưởng để cho miền Bắc mình rút quân về mà, đúng không? Không. Để anh trả lời. Nói chung là theo. Dạ. Dạ anh nghe. Dạ nói đi anh. Anh Tống ông Trần Vĩnh là họ không làm cái cộng sản tốt, quá tốt. Nếu mà bây giờ chúng ta nhìn họ dù bị cấm vận nhưng an sinh xã hội họ rất là tốt. Thế nhưng em nói là cái hoàn cảnh ra đời của hai bên nó khác nhau, Việt Nam với cả Triều Tiên nó khác nhau. Khi mà Việt Nam ấy chống Pháp đã có Việt Minh khắp cả nước, thế nhưng mà trong cái hoàn cảnh của Triều Tiên với Hàn Quốc ấy thì cái người cộng sản ở phía Nam ấy nó không được như là Việt Nam, anh có hiểu không? Thì phải bảo, thì cái level của ông Kim Thành không bằng Bác Hồ được, level Bác Hồ cao hơn nhiều, hiểu không? Không, cái đó đúng á, cái khả năng mà bao quát của Bác Hồ cao hơn ổng chút xíu, và cái tầm nhìn vẫn cao hơn ổng một bậc.